Lễ chào tất cả các bạn nha. Hôm nay Lễ quay cho các bạn xem cái máy uống kêu bằng máy Lockton các bạn. Đó, cái máy này chỉ còn là kỷ niệm thôi bạn. Cái này mình xài cách đây là mấy năm rồi bạn. Hồi lúc mình còn làm ống co để bơm nước các bạn. Thì mình có sử dụng cái máy này để Lockton mà, lock thành cái ống tròn vậy nè. Ton mình á, cuốn thành cái ống tròn vậy để mình làm cái ống bơm nước á. Đó, thì nay dọn kho các bạn ơi. Dọn kho thì mình lấy ra, mình thấy cũng hay hay. Cũng vui, nói chung là nghĩ lại hồi đó mình cũng chế tạo ghê gớm thật đó, thấy vậy quay lên cho các bạn coi đó. Hồi trước à, hồi mình mới ra nghề bạn, này mình chế nè, chung là chế rất là buồn cười nha bạn, giờ nhìn lại thấy mắc cười lắm, nó lộn xộn lắm. Đây thì máy này mình quay tay nè bạn, này hai trục chuyển động nha các bạn, hai trục dưới là hai trục bay á, đây nè. Mình quay tay rồi nó khô nó cứng ngắc luôn rồi, hồi nãy mình lấy ra bụi bặm không à. Đó. Thì ở đây nó ăn bằng xích nè bạn, ăn xích đó. Ở đây có cái này giống như nó đỡ cái cọng xích lên cho đừng trục thôi chứ không gì hết bạn. Thì trục bên này quay nhiêu, hồi trước mình làm cái này á, mình không có đem đi tiện gì trơn bạn, mình tự canh tâm mà nên nó cũng không chính xác 100% nữa. Hồi nữa mình quay cho bạn coi quá trình uống, nhưng mà công nhận hồi đó mình làm mình canh tâm cũng kỹ ghê, nó gần như là 99% vậy đó. Đó rồi đằng đây nè, này thì đây có cái này cũng hay hay nè bạn nè, cái trục giữa nè bạn, các bạn thấy không, mình nâng lên hạ xuống một cái cây này nè đó. Đó, thì cái bánh nhông này, nhông của xe máy nè bạn, ăn vô cái thanh đó mình tự làm luôn bạn. Đó, ăn vô nó lên xuống nè, ở đây nè có cái khóa nè bạn, cái lò xo này nó bị hư rồi chứ lò xo này nó nhảy vô thì cái khóa nó giữ lại hả, mà giờ cái lò xo này nó bị đơ luôn bạn ơi, nó cứng nhắc à, nó không còn nhảy được nữa, nó đơ rồi, nó hư rồi, nên là sửa lại xài con này xiết xuống luôn bạn. Đó, này xiết xuống luôn rồi chứ khỏi có nhận cái này nữa, cái này hết nhận được rồi, này xiết xuống đó. Xiết xuống thì cứ lóc ton thì xiết xuống thôi, còn này nó bị đơ, nó hết có gài giữ bằng ốc này thôi, nó chọt cây vô đây xiết. Thì cái này nó cũng hay ở cái chỗ là từ đây qua tới bên kia thì mình chỉ cần xiết một bên này thôi, bên kia tự động rồi bạn, đó nó ăn theo cái cốt này nè, nó đi lại bên đây. Bên đây cũng có cái cơ cấu tương tự như vậy bạn. Hơi tối chiều rồi bạn ơi, đó mình làm máy suốt cả ngày nay giờ chiều tới thui rồi đó, thì nó cũng có cơ cấu y chang vậy bạn. Đây à, ba trục đó, hai trục này thì mình làm ổ bi chết luôn lúc này đó, không phải cái ổ gì hết á, chút là ở ngoài thì có một cái vòng tròn vừa cái ổ bi cái mình ịnh vô cái hàng vô trống luôn à. Đó đây thì trục này nâng lên nâng xuống, hồi đó mình làm thấy buồn cười thì chứ,
Đó. Vậy chứ lóc cũng ngon lắm bạn. Đó. Lóc cũng ngon lắm. Giờ không có miếng to nào, phải có miếng to mình lóc cho bạn xem. Đây, bên này thì đây có thêm cây hù rong nữa. Còn để coi mấy dưới này coi. Nè, mấy dưới này có thanh thép dài từ đây qua bển mà. Đó, để chịu là thôi chứ không gì đó, không có chân bọng gì trơn á. Đây phần này bắt rồi mình tính làm chân nè mà không ở không làm. Cái này mình mới vô nhớt nè bạn, chứ nó cứng ngắc à. Hồi nãy mình lấy ra nó cứng lắm. Không không có nhúc nhích gì được luôn. Đó, mới vô nhớt á. Cho nó trơn trơn về đặng mình còn xây được nè. Đó. Rồi. À, giờ mình thử lấy cái sắt hay gì ra mình lóc cho bạn xem nha bạn. Chứ giờ đâu biết làm gì giờ. Đó, lấy cái sắt ra lóc cho xem. Này bạn ơi, mình lấy cái cây 3 ly này đi bạn ơi. Cái la 3 ly này uống thành cái vòng tròn tròn đi. Giả dụ như đây miếng tôn đi, giờ mình không có tôn mình lóc cái này đỡ đi ha bạn. Nên để lên chân quay mình lóc cho bạn xem nha. Đó các bạn, thì mình vừa lắp xong cái mình vừa lắp xong cái vòng tròn nữa bạn. Đó, cái máy này nó cũng hài ở chỗ lắm bạn, rút giờ rút ra không được bạn. Đó. Tại mình phải bành xéo qua đây mình mới rút ra được. Mới lắp xong nè. Giờ thử lắp cái nữa nha, để mình gỡ cái này ra đây. Đó bạn, nghe thấy không? Hồi trước mình làm thấy mắc cười ghê không? Đó, này hồi mình mới vào nghề mình làm á, như vậy chứ giờ xài lại vẫn còn được bạn, nhưng mà mình không có dùng nữa. Mình quay đây cho anh em xem vui thôi, nó ra ý tưởng gì ra. Đó, rồi. Bye bye tất cả anh em nha. Chúc anh em một ngày thật là thành công nha.